của ta hướng về thành phố Đồng Hới. Sân bay Đồng Hới. Ở đây có thể nhìn thấy trạm không lưu của sân bay. Thực ra từ quốc lộ 1 ngã ba sân bay vào đến cổng sân bay có lẽ chỉ chừng khoảng chưa đến 300 mét. Trụ sở mới chỉ đánh được trong 12 ngay sát cổng sân bay.